Xin chào quý vị và các bạn. Từ đêm nay đến trưa mai, thời tiết miền Bắc vẫn khá ổn định, trời ít mưa và có nắng đẹp. Nhiệt độ không quá cao nên trời khá mát mẻ, dễ chịu. Tranh thủ khoảng thời gian này thì quý vị có thể tham quan các điểm du lịch nổi tiếng trong vùng. Khi cái lạnh bắt đầu se sắt cũng là lúc những cánh đồng bậc thang ở các tỉnh vùng núi phía Bắc khoác lên màu vàng óng ả cùng hương lúa chín ngọt dịu. Đến đây ngoài khám phá cảnh đẹp thiên nhiên, thưởng thức hải sản, bạn còn có thể gặt lúa cùng người dân để được hòa vào không khí nhộn nhịp mùa gặt. Tuy nhiên, đến chiều tối mai, một dải thời tiết xấu có thể di chuyển xuống khu vực này bởi sức ép của một khối không khí lạnh từ phương Bắc nên sẽ gây mưa dông diện khá rộng cho các tỉnh miền Bắc. Trong cơn dông khả năng sẽ xuất hiện sấm sét, gió mạnh và mưa đá. Quý vị cần lưu ý để sắp xếp lịch trình du lịch phù hợp. Đối với các tỉnh miền Trung, dải thời tiết xấu ngang qua khu vực cũng đã tan dần nên mưa có xu hướng giảm, toàn vùng chỉ còn mưa lác đác ở một vài nơi trong thời điểm về đêm và sáng. Dự báo ngày mai thời tiết khu vực tiếp tục ổn định, ngày nắng với cường độ không quá gay gắt nên thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và giao thông đi lại của người dân và du khách trong ngày nghỉ cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo sẽ ít mưa vào lúc trưa chiều, sau đó mưa rào rải rác có khả năng xuất hiện tại các tỉnh miền Tây của Nam Bộ. Tuy nhiên với lượng phổ biến không nhiều, nền nhiệt cao nhất tại khu vực vùng cao ở vào khoảng từ 29 cho đến 32 độ và từ 31 cho đến 34 độ tại Nam Bộ. Thưa quý vị, miền Tây đang bước vào mùa nước nổi là thời điểm thích hợp nhất để có thể khám phá các khu rừng tràm và trải nghiệm những hoạt động thú vị như dong thuyền hái hoa điên điển, bắt chuột đồng, thưởng thức món ngon đặc sản. Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Mời quý vị theo dõi. Xu hướng trong 24 giờ tới, thời tiết khu vực vùng núi Tây Bắc khá ít mưa, trong ngày mây thay đổi, trời có nắng đẹp nên ủng hộ cho các hoạt động ngoài trời. Lưu ý khi đến đây quý vị nhớ mang theo áo khoác vì trời chuyển lạnh, nhất là vào thời điểm đêm và sáng sớm. Tại Sapa, nhiệt độ trong ngày chỉ khoảng từ 17 cho đến 20 độ. Tại thành phố Tam Đảo, nhiệt độ dao động từ 20 cho đến 22 độ và tại Điện Biên, nhiệt độ duy trì ở mức từ 23 cho đến 32 độ. Với khu vực phía Đông Bắc Bộ, thời tiết duy trì mây thay đổi, đêm nay có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Tại Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng, nhiệt độ thấp nhất dao động ở quanh mức 26 độ, cao nhất khoảng từ 32 cho đến 33 độ. Trên khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết chuyển tốt trong 24 giờ tới. Tại Sầm Sơn, không mưa ngày nắng, nhiệt độ trong ngày từ 26 cho đến 30 độ. Tại Phong Nha, Kẻ Bàng, trời cũng không mưa, ngày nắng, nhiệt độ vào khoảng 26 cho đến 32 độ. Và tại Huế, thời tiết khô ráo và có nắng vào ban ngày, nhiệt độ phổ biến từ 24 cho đến 34 độ. Trong những ngày nghỉ cuối tuần này, du khách có thể đến với các điểm du lịch khu vực miền Trung phía Nam đèo Hải Vân bởi thời tiết nơi đây khá ổn định. Tại Đà Nẵng và Hội An, trời hầu như không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ, cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ. Riêng tại Bà Nà, không mưa ngày nắng, nhiệt độ duy trì ở mức từ 18 cho đến 24 độ. Trên các khu du lịch biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết phổ biến mây thay đổi, có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, cường độ gió hoạt động yếu với những cơn sóng duy trì ở mức thấp nên sẽ không gây khó khăn gì cho du lịch biển đảo. Tại Nha Trang, nhiệt độ trong ngày vào khoảng 26 cho đến 34 độ, tại Mũi Né và Vũng Tàu, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 32 độ. Tiếp theo chúng ta sẽ lên đến khu vực vùng cao Tây Nguyên. Tại Pleiku, không mưa ngày nắng, nhiệt độ trong ngày từ 21 cho đến 29 độ. Tại Buôn Ma Thuột, có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ ở vào khoảng từ 22 cho đến 30 độ. Và tại Đà Lạt, có mưa rào và dông, ngày nắng, trời lạnh với nhiệt độ chỉ từ 16 cho đến 22 độ. Thời tiết khu vực Nam Bộ duy trì trạng thái mây thay đổi, đêm và trưa chiều vẫn có khả năng có mưa rào và dông, ban ngày nắng xuất hiện nhiều. Tại Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và U Minh, nhiệt độ thấp nhất dao động ở quanh mức 26 độ, cao nhất tăng lên ngưỡng từ 31 cho đến 33 độ. Trên các vùng biển phía Nam, thời tiết đã giảm mưa và sóng gió hoạt động yếu nên tàu thuyền du lịch có thể dễ dàng hơn khi ra vào các đảo. Tại Côn Đảo và Phú Quốc, mưa rào và dông chỉ xảy ra vài nơi, gió thổi nhẹ nên biển không động, trời mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ trong ngày chỉ khoảng từ 25 cho đến 30 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại!